Nam Mô Thiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Thiên Đồng Độ Việt Nam Truyền Giáo Truyền Giới Tác Đại Chứng Minh Trì Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trong giờ phút thiêng liêng, giờ phút giao thừa, tức là giao thời, tức là cái thời là thời gian giao nhau giữa năm cũ và bước qua năm mới. Một năm á thì có bốn mùa, là xuân, là hạ, là thu, là đông. Dạng vật á thì có tứ thời, đó là thành, là trụ, là dị, là diệt. Con người cũng có bốn thời, đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Tất cả những cái điều mà con người phải trải qua không ngoài bốn cái điều, đó là sanh, lão, bệnh, tử. Và dạng vật á, không ngoài bốn điều là thành, là trụ, là hoại, là không. Mà cho nên nếu mà chúng ta sống ở trên thế gian, dầu cho giàu sang phú quý cỡ nào cũng thể thoát khỏi bốn chữ này. Nói bốn chữ chứ thực ra là bốn cái thời, bốn thời, nhưng mà cái sự giao thời của kiếp sống con người nó không có rõ ràng. Có nghĩa là có người á thì là già chậm, có người già chát, có người già nhanh, có người á là trẻ mãi không già, có người già hoài nó không trẻ, có người á thì là già hoài nó không nghèo, có người nghèo hoài nó không giàu. Nhưng mà cái chữ hoài này thế gian ta thấy lâu thôi, thực ra không có gì hoài, không có gì mãi mãi, trường tồn với thời gian cả. Cho nên giờ khắc giao thời là chúng ta thấy á, là cái thời gian cũ bước qua thời gian mới đang nói trong năm á, tức là cuối mùa đông đầu mùa xuân, trăm hoa đua nở mùa xuân, đầu mùa xuân. Cho nên quý vị thấy á, ở đâu cũng hoa hết trơn á, vườn mà hoa của mình đó là cũng hoa dữ dội lắm, ở ngoài trải khắp vào trong đi ra tới vườn thiền luôn. Có những loài hoa nó rất là mau tàn, như cây mai quý vị thấy không, ta cúng mới có 3 ngày ở trên chánh điện mình đó là thấy muốn rơi tả tơi rồi. Còn có những loài hoa không bao giờ tàn là hoa này nè, làm giờ hoa tàn là hoa nhựa, không bao giờ tàn. Nhưng mà con người mình không phải là nhựa, con người mình bằng xương bằng thịt, nên con người mình sẽ tàn. Ngày hôm nay á là con người mình sẽ tàn, tàn theo gì? Tàn theo thời gian. Nên thời gian là kẻ thù của tuổi trẻ. Thời gian á là kẻ thù của tuổi trẻ. Cho nên á tuổi trẻ mà gắn chút thời gian vô cái là trở thành già. Cho nên á quý vị á là thấy á, chúng ta ăn mừng cái thời khắc giao thời, tức là giao giữa thời gian này với thời gian khác, tức là năm cũ với năm mới. Chúng ta quan niệm là cái gì mới á thì là thường á là nó tốt đẹp, còn cái gì cũ á thì là nó cũ là cũ mềm mày, cho nên á là đồ cũ mình không muốn xài nữa, người ta xài đồ mới. Cho nên cái quan niệm đó, cái gì mới á là nó tốt đẹp, thực ra cái đó là cái hy vọng thôi, chứ không phải cái gì mới nó cũng tốt. Có những cái mới nó không tốt bằng cái cũ. Ví dụ ngày xưa đó thì chạy cái chiếc xe đạp á, mà ngày xưa cái sườn mà chiếc xe đạp sườn Pháp, ngày xưa sườn nhôm đó, chạy đời ông tới đời cháu tới đời con tới đời chắc vẫn còn nguyên sườn xe, gọi là sườn nhôm. Còn sau này á ta xài cái sườn mà sườn sắt á, chạy mấy bữa cái là nó công điền công dành á, là mới đó. Nhưng mà mới sao mà qua cũ được. Cho nên đó là không phải cái gì mới á thì nó cũng là tốt. Tốt hay không là cái sự đổi mới theo hướng tích cực, chứ không phải là tốt hay không là mới. Không phải là mới bao giờ cũng tốt. Cho nên á, mới là mình đổi cái xấu đi trở nên cái tốt, thì cái mới tốt đó mới là cái điều mà chúng ta mong muốn. Chứ không phải á, là đang tốt đổi cái mới cái nó xấu luôn. Mới chát nhưng mà nó xấu. Từ á, là
chiếc nhẫn vàng 4 số 9 đổi hồi chỉ còn có 1 số 9 là rồi vậy. Thấy không? Đó, từ cái nhà mà mặt tiền đường rộng thênh thang đổi hồi ra sẽ vô hẻm xẹt 10 mấy xẹt là thấy rồi cũng mới. À, nhưng mà cái mới đó không phải là cái mới mà mình mong muốn. Cho nên đó là giao thừa là một cái truyền thống. À, truyền thống ở đây á, là đang nói tới là giao giữa cái mùa đông, mà mùa đông á, thì giá lạnh, giá rét. Quý vị chưa á, là thấy một cái cảnh mùa đông đâu. Ví dụ ở Hàn Quốc, mùa đông có thể lên tới xuống tới á, là âm độ. Ở Nhật Bản cũng xuống tới âm độ. À, rồi á, là ở Canada á, là xuống khủng khiếp lắm, âm mấy chục độ. Vừa rồi á, ở Hoa Kỳ á, là âm mấy chục độ, cống hết, xe cộ chạy không nổi, đóng băng hết. À, tất cả cái. Cho nên á, khi mà nó chuyển từ mùa đông sang mùa xuân á, thì nó đổi. Đổi đó là gì? Đổi thời tiết. Từ là mùa đông mà chuyển sang mùa xuân. Nhưng mà cái xuân đó là xuân nắng ấm áp, có người ta dễ chịu, có người ta khỏe khoắn, rồi đi lại rất là dễ dàng, tất cả cái đều là đẹp hết, gọi là mùa xuân ấm áp á. À, cho nên cái mới đó mới là cái mới mà mình mong đợi á. Như vậy thì trời đất chuyển giao mùa từ mùa đông cho tới mùa xuân, cái đó là mình mong đợi đến chi? Để mình được sưởi ấm, nhất là những người ở nơi mùa đông á. Chứ còn mình ở đây nè, ngày nào cũng nắng, có ai mùa nắng mùa mưa, dầu cho nó giao gì giao đi nữa, về thời tiết á là cũng vậy mà thôi à. Hôm qua cũng như hôm nay, hôm nay cũng như ngày qua, tại vì chúng ta có hai mùa, mùa nắng mùa mưa. Nhưng mà giao thời đây không phải là thời tiết nữa, mà nó là thời gian. Cái thời gian thời tiết khác nhau. Thời tiết là đang nói tiết trời, còn thời gian á là chúng ta đang nói tới một năm đã qua. Thực ra cái năm không có cũ không có mới. À, nó qua thì qua à, chứ không có cũ không có mới gì hết. Mới là ở chỗ, cái thứ nhất, cái hoàn cảnh sống của mình. Cái thứ hai là cái hình dáng của mình. Cái thứ ba là cái nhân cách sống của mình. Cái thứ tư á, là cái tuệ tư duy của mình. Nó có thay đổi theo hướng tích cực hay không, thì cái đó mới là đem lại cái tốt cho con người á. Chứ không phải là nói về mặt thời gian. Thời gian hôm qua 12 tiếng, hôm nay cũng 12 tiếng có ở đâu. Ngày Tết cũng 12 tiếng, mà ngày không Tết cũng 12 tiếng. Ngày là 20 tháng 10 cũng 12 tiếng, và 8 tháng 3 cũng 12 tiếng. Có gì đâu khác. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là khác là ở chỗ một năm mới thì chúng ta cố thay đổi cho mình trở thành cái mới. À, như vậy là hôm qua, như vậy chúng ta nên thay đổi cái gì? Chúng ta nên thay đổi cái xấu, thay đổi cái không cố, thay đổi cái buồn phiền, cái thay đổi hờn giận, cái thay đổi cảm thọ khổ ở trong lòng của mình á. Mình thay đổi sao á, là mình được cảm thọ nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ, an lạc, phấn chấn, phúc lạc, an vui, bình an. Mình thay đổi được vậy đó thì đó là điều tốt á. Cho nên á, cái thời khắc giao thời là giao giữa thời gian cũ và thời gian mới. Nhưng mà con người mình á có đổi mới hay không là do thái độ của mình, do nhận thức và thái độ của mình. À, nhận thức là gì? Mình hiểu là tại sao phải đổi, có nên đổi hay không, hay là để y chang y chát vậy. À, là do mình nhận thức. Do thái độ là gì? Thái độ nghĩa là nhận thức xong thì ta đi đến một cái cuộc đổi mới trên một đường dài. Thì ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy cho mình một cuộc đổi mới ở đường dài, có thể kiếp này và nhiều kiếp về sau. Đó là đổi mới về mặt nhận thức, đổi mới về tâm hồn của mình, đổi mới cách ứng xử, đổi mới cách tư duy, đổi mới về thái độ và đổi mới về sự cảm thọ ở trong từng con người một. Và Đức Phật dạy cho chúng ta đổi từ khổ sang lạc, đổi từ chưa hoàn thiện đến phần hoàn thiện, đổi từ là vô minh sang trí tuệ, đổi từ sanh tử luân hồi đi đến bất sanh bất diệt, đổi từ phàm ra thánh, đổi từ đau khổ ra an vui. Đức Phật dạy cho mình điều đó. Cái quan trọng nhất là mình có nhận thức được điều đó hay không. Nếu nhận thức được thì chúng ta thành công ở pháp khai thị của Phật. Và chúng ta dám thực hiện điều đó hay không? Nếu ai dám thực hiện điều đó thì chúng ta thành công trên pháp thực hành của nhà Phật. Hai pháp này nếu người nào có thì tất cả người đó đều có hạnh phúc và an vui hiện tại và trong tương lai. Đó là pháp khai thị và pháp thực hành. Khai thị gì? Pháp khai thị pháp. Pháp thực hành gì? Pháp thực hành pháp.
À, pháp khai thị pháp có nghĩa là mình hiểu Đức Phật dạy mình những gì. Đức Phật dạy có nghĩa là Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, mở mang cái tầm mắt của chúng sanh, tức là mở mang tri thức, tri kiến để nhận thức được tất cả các cái trên đời này không có gì là quan trọng hết, mà quan trọng nhất là chúng ta có thay đổi mặt nhận thức và tư duy hay không. Chứ không phải là trên đời này những cái gì chúng ta có đều là quan trọng. Mình quan trọng nhất là gì? Mình quan trọng nhất là những cái gì mình quý giá. Những cái gì mà mình thấy quý đó là quan trọng. Mà những cái gì mình thấy quý là những cái mình yêu thích nó. Những cái gì mình thấy quý, những cái đem lại lợi lộc cho mình. Những cái gì mình thấy quý, những cái nó thỏa mãn cái tâm dục lạc của mình, thì đó mình thấy quý. Ở trên đời mình thấy quý những cái đó. Nhưng mà ở trong Phật Pháp không phải cái đó, không phải là cái gì quý hết. Tại sao không phải gì là quý? Tại vì nó có còn có mất. Thấy có đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường thọt có thọt không. Có hay không là nơi chốn không không. Không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Cho nên á, là mình thấy những cái mà mình thích, mình tính đâu nó còn hoài, mình mong muốn nó còn hoài. Nhưng mà không ngờ mỗi khi giao thời là qua 12 tháng. Mà một tháng có 30 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây và một giây vô số như sắc na. Nó trôi qua, nó làm cho mái tóc mình nó bạc đi, làm cho da mình nó nhăn đi, làm da mình nổi đồi mồi, làm lưng mình nó cong đi, và mặt mình nhiều cái nếp nhăn, và mặt mình vô số những cái tàn nhang và chân chim. Tinh thần thì già cõi, thoạt nhớ thoạt quên. Bệnh tật á, thì nó chứa nguyên ổ luôn. Uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Như với Đức đi Đại học Phật giáo, nè, gặp vị hòa thượng mang cái cặp. Hòa thượng, cái bánh hòa thượng đi, hòa thượng mang cặp nặng gì. Cái hòa thượng quay ngang cười, ngài cười, ngài nói một câu biết nói đùa nhưng mình nghe cũng thấm á. Ngài nói, tay mang cái cặp kè kè, tưởng đâu vàng bạc ai già thuốc không. Là trong cặp toàn đựng thuốc không gì đấy à? Tức là tuổi già ai cũng vậy hết á, không ai thần thánh, không ai phép gì hết. Cho nên đó, mỗi khi mà chúng ta mừng cái thời gian giao mùa, giao thời của thời tiết, giao mùa giao thời là giao thừa, năm cũ bước qua năm mới đó, thì mình phải ý thức được rằng một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Chúng ta có một tuổi mới, tức là chúng ta mất đi một tuổi cũ đấy. Và tuổi không phải là mãi mãi, mà là mình có một cái vốn thời gian giới hạn của một kiếp sống con người. Mình có bao nhiêu đó thôi, không có nhiều hơn. Và mình mất đi một phần là mình ngắn đi một phần mình còn tồn tại trên thế gian này. Cho nên người nào mà thay đổi nhận thức á, họ dành thời gian còn lại của họ để họ thay đổi tư duy, thay đổi thái độ và thay đổi cả con người của họ luôn, bằng cách là họ áp dụng những lời dạy của chư Phật với pháp thực hành pháp. Có nghĩa là sớm chiều công phu tu tập, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Quý vị sáng sớm 5 phút thôi, đâu cần nhiều đâu. Lên đó cầu nguyện với Phật, rồi bắt đầu là mình niệm Phật. Chiều 5 phút thôi đâu có nhiều đâu. Như vậy mà người ta bận đến mức độ là không thể nào thắp cây nhang luôn đó, quý vị tin không? Người ta bận đến mức độ á, mà bệnh không đi hút thuốc được luôn đó. Người ta bận đến mức độ mà sắp chết rồi, người ta cũng gắng cố gắng mà làm cho xong những cái gì mà mình muốn làm. Nhưng mà trên đời này không có cái gì mà làm xong được hết á. Trên đời này dám bảo đảm quý vị một điều rằng không bao giờ làm xong những việc thế gian. Tại việc thế gian là vô thường, thay đổi biến dị liên tục, nên không bao giờ nó dừng lại để ta làm xong nó đâu. Xong cái này mà thế gian nó gọi là một cái từ mà mình nghe nó cũng hơi thô thô. Xong cái này nó lòi ra cái khác. Không bao giờ có cái xong ở trên đời này. Nên quý vị nói là bao giờ mình làm xong một điều gì? Không bao giờ làm xong. Cho nên thầy là cũng sai lầm nè. Nên khi thầy trở lại Thất Sơn, thầy viết mấy câu đầu á của bài hát Trở Lại Thất Sơn đó nha. Xong việc thế, ta sẽ trở lại Thất Sơn màu nhiệm,
ngắm qua xưa âu yếm từng giờ, lướt con thuyền sáng đến bến mơ, trời bạc làng có lắm chiều yên à. Mình tính đâu á là xong việc thế mình mới trở về cái nơi hồi xưa mình ở đó, mình tham thiền nhập định đó đó đó, rồi mình nhìn mây trôi, mình nhìn hoa rơi, nhìn lá rụng, nghe tiếng dế kêu, nghe tiếng côn trùng kêu, ăn miếng cơm chay nước tương chấm muối ớt thôi. Chỉ một cái ước mơ nhỏ nhoi tầm thường vậy thôi, nhưng mà làm không có được. Biết bao giờ việc thế mới cho xong, việc thế bao giờ xong. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả, ngày nào cho xong Phật ơi. Quý vị có nghe không? Cho nên nó có câu thơ là: con chí dốc hầu gần thầy mãi, dầu lên non xuống ải cũng theo. Việc chi lại quá hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo lo chi. Ông thầy mới nói là: nhưng con ơi, dễ gì theo được, quả diệm sơn thầy vượt cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả mà vào ra biển trần. Đâu phải dễ đâu. Cho nên á, có những cái ước mơ nó bình thường, nó tầm thường, nó giản dị vậy mà ta thực hiện vẫn không được. Sáng lên cầm một cây nhang, ngồi đó, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Người ta làm không được, tin không? Làm không được. Tại sao làm không được? Tại vì cái việc thế nó nhiều quá, mà mình muốn làm, mình muốn làm, muốn làm, mà làm mãi mãi không bao giờ xong. Nào cái gì bắt đầu người ta ý thức điều đó rồi, người ta vừa làm người ta vừa tu. Có nhiều người á, làm xong rồi tu, có nhiều người ta vừa làm vừa tu. Nó có hai cái dạng đó. Một cái dạng vừa làm vừa tu, và một người dạng làm xong rồi tu. Cái diện làm xong rồi có nghĩa là gì? Không bao giờ xong rồi. Cái người đó là bỏ ngang mà tu, người ta nói là làm xong đó. Chứ không có cái gì ở trên đời này làm xong cả. Tại vì trên đời này cái việc gọi là vô tận vô biên. Ý là thầy ơi, thầy hổng gài con không có việc làm, mà thầy nói việc vô tận vô biên là cái chuyện đó là chuyện khác nha. Còn cái việc á, mà chúng ta đang nói nè, là chúng ta đang nói tới duyên sự. Sự là cái việc á. Duyên sự là những người công việc xung quanh cái thân và tâm của mình, nó gọi là duyên sự á. Cái duyên sự mình rất là nhiều, còn công việc mình rất là ít. Cái công việc làm mà để hái ra tiền á, thì nó ít lắm. Mà công việc duyên sự có nghĩa là công việc gọi là, nói câu vui vui theo ngôn ngữ Facebook, gọi là tào lao mía lao á, thì rất là nhiều. Có gì nhiều lắm, mình làm gì mà không biết làm gì nữa. Cho nên có những người á, mà trước khi ra rời khỏi cuộc sống này đó, người ta mới ôn lại: ô, sao mấy chục năm trời mình không có làm được gì hết trơn ta. Quay đi quẩn lại mà không thấy được cái gì hết trơn á. Rồi nó qua ngày qua ngày, ngày qua ngày, hết năm, ngày qua ngày, hết năm, ngày qua ngày, hết năm. Đức năm lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Cho nên đó quý vị, mỗi khi á, cái người đời á, cái người đời mà gọi là đời lắm á, mỗi khi giao thừa đó, họ rất vui. Tại vì họ có áo mới, có tiền lì xì. Họ có áo mới, có tiền lì xì, họ được đi chơi, họ được nghỉ việc, họ đang đi trên, đi với người yêu, con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về, đi dung văn, dung vẻ, hai đứa trẻ đi chơi. Nhưng mà cái người tu á, họ thấy một năm trôi qua là 365 ngày đã chết, nó ngắn dần rồi chạy dắt dò lên cổ người ta tu. Ta lo người ta tu. Mà không có gì, sáng sớm là không phải là 5 phút nữa, mà sáng sớm là 1 tiếng người ta tu. Chiều là 1 tiếng người ta tu. Có nhiều người ta bỏ ra 2 tiếng sáng, 2 tiếng chiều. Có những người ta dám gọi là bỏ tất cả, gọi là hùng tâm dũng chí, ta bỏ tất cả. Con từ bỏ quê nhà, áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Đó là tu quá. Cho nên đó quý vị,
Mỗi khi cái giờ thời khắc giao thừa đó, nó có nhiều kỷ niệm. Nhiều kỷ niệm mình ôn lại những cái gì quá khứ, ôn lại những cái gì đã qua. Năm nay năm con mèo nè, con mèo nè. Thì cái nói thật, nói ai tuổi mèo đừng giận thầy, chú mèo làm biến vô cùng. Chùa này có hai con mèo, mà hai con mèo làm biến luôn, không có làm gì hết. Tối ngày thấy ông đi ông làm hết, tới gặp chuột chạy á, gặp ai tới ông dựa gì đó. Bởi vì dân gian có câu rất hay, con mèo là con mèo ngao, hay quấu hay quào ăn dụng thành tinh. Làm biến mà còn ăn dụng nữa, chứ không phải làm biến không đâu. Thấy không, năm nay nè, như vậy là ngon nha. Năm nay nè, tuổi mèo đâu có làm gì đâu, đi tối ngày ở không chơi không mà cũng có ăn nè. Thế chứ ăn gì ăn dũng á. Cho nên đó quý vị năm nay khỏe, không làm gì hết trơn là khỏe luôn. Thấy không, nói vậy đừng về nhà không làm cái đói. Hỏi tượng thầy là tuổi mèo là không làm gì cũng khỏe. Quý vị đó là truyền thống dân gian, nói cho vui thôi. Chứ có cầu quý vị, bà dạy mèo ơi mẹ réo hết hơi, sao con ăn ngủ cho đời rẻ khinh. Vì con chẳng tưởng chẳng tin, nay mẹ bực mình cũng bởi vì con. Phải chi thời đạo vuông tròn, thì con với mẹ ở gần một bên. Mèo ơi hãy gắng tu lên, kỳ này chắc chắn mẹ đưa con về. Cho nên nó mình á, Đức Phật là đấng từ phụ là cha phải không, Quan Âm là mẹ phải không, là mẹ hiền Quan Âm á. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát á, bởi vì ngày đêm trông ngóng những đứa con thế gian này nè lưu lạc mà. Tại sao có đứa con ở thế gian lưu lạc? Tại vì á, chúng sanh mê thế nên xa đọa, chúng sanh linh không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Nên thời khắc giao thừa ở quý vị là giờ chuyển hóa âm dương mà. Cho nên nó giờ chuyển hóa âm dương, nên giờ này giờ linh nè, giờ này giờ linh nè. Nên bữa hổm có cô Phật tử mà ngồi thiền giờ linh cái bị trầm cảm, thức đêm rồi sáng đi làm. Hỏi là thức đêm gì đâu mà ngồi thiền là qua 12 giờ rồi ngồi tu tới 3-4 giờ sáng mới ngủ, ngủ tới 6-7 giờ sáng đi làm tiếp, làm tiếp một thời gian trầm cảm. Hỏi sao trời con ngồi thiền con trầm cảm là ủa, hồi nào giờ đâu thấy người nào ngồi thiền trầm cảm đâu ta. Ngồi thiền ta thả lỏng tâm tư mà, còn đằng này ngồi thiền trầm cảm. Là con ngồi giờ linh thầy ơi. Hỏi giờ linh là mấy giờ? Con ngồi 12 giờ đêm không hà, tới 2-3 giờ sáng, 4-5 giờ sáng con mới ngủ, sáng đi làm viết rồi đầu con căng thẳng luôn. Là ngồi giờ linh. Hỏi sao mà ngồi giờ đó không ngồi giờ khác? Là giờ đó ngồi giờ linh nên mới thu điện của vũ trụ, điện của vũ trụ nó mới bơm vô. Còn không phải giờ linh đó, điện vũ trụ không có bơm vô. Quý vị, cho nên đó là một cái sai lầm. Nên tất cả các giờ mình tu tập nó đều được hết, không có giờ nào mà giờ linh 24 tiếng hồn, giờ nào thì linh, linh bất linh tại ngã. Cho nên nếu mà tâm mình nó một lòng hướng tới chư Phật chư vị Bồ Tát, một lần muốn tu tập thì giờ nào cũng linh, quý vị tin không? Nếu mà một lúc lúc nào á chúng ta cũng muốn tu, lúc nào ta tâm cũng có Phật, lúc nào tâm ta thanh tịnh đó thì lúc nào cũng linh chứ nghe quý vị. Còn dầu đó là giờ á, giờ tí 12 giờ đêm đi nữa, nhưng mà lúc đó mình giận hờn ghét ghen sân si tật đố si mê rồi á là tâm xấu xa thì cũng đâu có linh gì đâu, phải không? Cho nên tuổi con mèo cái hồi đâu hôm qua có hai chồng Phật tử là thầy ở thầy, hai vợ chồng con năm nay rối quá thầy ơi. Hỏi sao rối vậy? Trời ơi, tí ngọ mẹo dậu. Mà năm nay á, là năm mẹo, mà ông chồng con tuổi ngọ con tuổi dậu. Tí ngọ mẹo dậu tứ hình xung vô cung luôn, là vô luôn, năm nay là tam tài luôn. Nên đó là hai chồng con lo cách quá giải như thế nào quá giải được tam tài này. Chứ không thôi là con lo dữ dội lắm. Mấy ngày nay em chạy thất thơ, phải đi coi bói tùm lum chân bói bài
lung chân con năm nay ra sao. Dạ quý vị, tí ngọ mẹo dậu thình tức sủ mùi dần thân tỷ hợi. Dạ tứ hành xung. Dạ quý vị, cái đó là cái chuyện thế gian ta nói vậy thôi. Dạ quý vị, chứ nhiều người thấy là hợi mẹo mùi tam hạp kìa mà cự lộn tối ngày, quý vị tin không? Nên á, cái này nó dính tới cái duyên, cái dòng cảm thọ trong đời trước. Ví dụ như ở trong đời trước á, mình đã từng hại người ta, có lưu lại cái dòng cảm thọ khổ đối với người ta về ta gặp mình, cái dòng cảm thọ khổ nó quay lại. Cho nên người ta là cảm thấy rất là bực bội đối với mình. Còn nếu mà mình làm cho người ta an vui hạnh phúc á, giờ ta gặp lại mình á, ta cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, dòng cảm thọ đó nó dâng trào. À, chứ không phải là dần thân tỷ hợi tí ngọ mẹo dậu đâu quý vị, đừng có tin là đi coi tùm lum lá chân á, rồi đặt tiền quẻ tiền tổ gì rồi mà không tốn tiền đó, tiền đó mình để bố thí cúng dường đó. Rồi hoặc là cho tặng người già cả ốm đau bệnh tật, người thiếu thốn dần dần á quý vị. Chứ quý vị đừng có bao giờ đi coi bói bài, nó nói thiệt á, mấy cô bói bài ghét thầy chịu. À, chứ bói bài người ta nói là bói ra ma quét nhà ra rác, không biết gì chân hỏi nhờ dần lăn hỏi cũng nói tùm lum chứ. À, cho nên đó quý vị, đầu năm nè cho vui thôi. Ví dụ nha, xin xăm á, cho vui thôi. Chứ hôm ngoái đi đi chùa, năm kia chứ không phải đi chùa, năm nay mình đi chùa 7/8 thứ bảy chủ nhật đi chùa, vô chùa lắc cây xăm, ra xăm hạ mặt tái lét xanh chành luôn, không còn miếng máu. Mà chứ thầy con gút xăm xạ hạ chắc năm nay con tiêu quá, hỏi sao vậy trời, kỳ rồi con đi siêu âm bị u nang mà giờ gút xăm hạ nữa, là cái u nang với xăm hạ dính dáng gì với nhau đâu, mặt tái lét xanh chành thôi sao, quá giải sao giờ thầy xăm con hạ là hạ lấy chi, gút xăm hay xăm thượng mới lấy, còn hạ không lấy. Hỏi ta ủa gì người sao thầy, nếu mà văng ra xăm hạ bỏ lại lắc tiếp, lắc nào ra thượng thôi. Bởi vì thầy chỉ cách lắc xăm là lắc xăm là xăm xịn không. Cho nên nó hỏi mình lắc văng cái xăm nào thấy hạ để vô lắc tiếp. Chừng nào mình ra thấy thượng rồi nắm ly liền. Nè, cảm ơn nha Nam Mô Di Đà Phật. Đó, thấy không? Nên không bao giờ mà có xăm xấu, chứ thầy chỉ cho đầu năm phải rút như vậy đó. À, rút ra thấy nha, tại sao mà mình chia bài mà mình nhá mà xăm mình không nhá. Thấy chưa? Bài nhá và xăm cũng nhá cây nào mà thấy hạ rồi là đóng vô cũng tiếp cây khác. Rồi xăm tốt không, quẻ tốt không. Nên đầu năm cuối năm mình ngon lạnh chứ. Cho nên đó, năm nay á quý vị là năm con mèo. À, thấy trên mạng nó gom rã nó hợi mèo mùi tam hạp, năm nay là hợi nè phát tài nè ha. À, mùi phát lộc nha. Cho nên đó, năm nay năm mèo, năm nay tuổi ai tuổi hợi tuổi mèo mùi. Trời ơi, thầy nghe cái một là năm nay thầy tuổi hợi. À, tài lộc đâu thấy, chắc chưa tới, tôi chưa tới sang năm nè. Mà thôi tài lộc đâu làm gì, phải không? Ai cũng thích tiền, nhưng mà người thế gian thích tiền bạc, còn người tu á ta thích tiền căn. Tiền căn á là chữ có tu trong kiếp trước á mới gọi là tiền căn. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca là 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu tập là tiền căn có tu nhiều năm. À, nên ta có hai cái ngân hàng mà chứa tiền. Một ngân hàng của thế gian á, là chứa tiền bạc. Một ngân hàng của Tây Phương là chứa tiền căn. Cho nên ai tu nhiều kiếp chừng nào thì bỏ vô ngân hàng nhiều chừng đó là có lo là tiền căn. À, có tiền căn mới có hậu kiếp. Còn hậu kiếp mà ngon lành là chúng ta có tiền căn tu. Ông bà kiếp trước có tu, ngày sau con cháu giống dù ta ngên ngang không được, giống dù sinh sang. Cho nên đó quý vị á, là đầu năm mới cái nào mình đi chùa mình cầu tài cầu lộc ha, cầu tài lộc chuyện bình thường, mà quan trọng nó có tài lộc hay không mới là quan trọng, đúng không? Còn cầu tài cầu lộc là chuyện bình thường, nên ai cầu tài cầu lộc gì á thầy cũng bình thường muốn cầu là thầy bữa trước á ông kêu nó thầy con là Phật tử con có được đánh số đề không thầy? Thầy là đánh số đề là bình thường, nhưng quan trọng có trúng hay không á.
Chứ đánh số đề là chuyện bình thường, muốn đánh đánh hả không sao, chứ quan trọng có trúng hay không á. Rồi thua hoài á, nó có ảnh hưởng đường tu hay không? Nếu mà ảnh hưởng đường tu không tu hành được thôi đừng đánh. Còn nói là bây giờ con đánh số mà con tu hành ngon lắm thầy, ở vậy đánh đi. Nhưng bảo đảm á, là không có ông đánh số mà là tu hành ngon chứ. Trời ơi, bữa hổm về ở dưới quê có chú kia kìa, ổng mà trúng số xỉu chủ 200 ngàn, chở bình về cấp cứu. Đài vừa mở số ra ổng trúng cái ổng xỉu ngang bên luôn, cấp cứu 7 ngày liền. Trúng xỉu chủ 200 ngàn, số 41. Là ủa sao mà đánh số 41 hay vậy? Ổng là nằm bao, ông thấy một thằng lặn trên nóc nhà rơi xuống đất. Là ủa thằng lặn trong nhà rơi xuống đất mà ổng đánh trúng xỉu chủ á mới ghê á. Rồi hỏi sao mà chú thằng lằn đất nhà rơi đất mà đánh xỉu chủ là 41 sao? Ông là thằng lằn á, nó rơi xuống mà nó rơi té nó lộn nhào qua đây nè. Con thằng lằn á là bốn chân là 04 mà nó lộn nhào lật lại làm 40. Cộng thêm ổng nữa là 41. Ông đánh chịu 41 mà đánh trúng bắt á. Ôi trời ơi. Bàn số này dữ à nghe, bàn này là kể cả là mấy nhà chim tinh số rồi là thua hết vậy. Trời, đánh số 41 thấy thằng lằn rơi nóc nhà xuống đánh số 41 lá một đường. Mình tính đi tính lại không biết cái đường nào đánh thằng lằn 41. Thằng lằn 04 rơi xuống nó lộn nhào là 40. Nó cộng ổng nữa là 41. Rồi ra dìu ra chúng rồi đó là chở bệnh viện nằm 7 ngày, chữa hết tiền lỗ vốn. Quý vị là đừng ham trúng số, chúng nó lỗ vốn. Bệnh trị 7 ngày tiền trúng 200 ngàn không đủ tiền bệnh viện. Cho nên mình phải luyện tinh thần thép, là mua số phải luyện tinh thần thép rồi nha. Như vậy thì đầu năm mới này quý vị muốn phát tài phát lộc, hay là muốn công danh sự nghiệp, hay là muốn trí tuệ sáng suốt, hay là muốn sắc đẹp, hay là muốn bình an, hay là muốn tu giải thoát. Được này thì không có kia, được kia không có nọ, chứ đừng nói cái gì con cũng muốn hết. Bởi vì bữa trước có cái anh kia anh nói là thầy ơi thầy, nếu ông thần cho thầy một điều ước thì thầy ước cái gì? Là tôi không biết vậy chứ cho anh điều ước anh ước gì. Là con dễ lắm thầy, con chuẩn bị hổm rài, con coi Aladdin cái đèn thần rồi con chuẩn bị sẵn cái câu ước con rồi. Hỏi là ông ước gì? Ông là con ước con thật nhiều điều ước. Ông là ông ước cho thật nhiều điều ước, là này tham ghê nè, cái này tham thâm à. Cho nên á quý vị đầu năm mới quý vị á muốn tài lộc, muốn sức khỏe, hay muốn trí tuệ thông minh sáng suốt, hay là muốn thành công sự nghiệp ở trong cuộc sống, hay là muốn sắc đẹp, hay là muốn quyền lực, hay á là mình muốn muốn được nhiều cái muốn, hay là cuối cùng mình muốn tu đi giải thoát. Cho nên á mình muốn cái gì á là chúng ta định hình một cái tư duy của mình về cái hướng đó. Nên khi mà mình bước chân vào con đường tu tập rồi đó quý vị, mà mình đã không còn muốn cái tu tập giải thoát nữa là mình đã hạ cái cấp độ muốn của mình xuống rồi đó. Nên có nhiều người muốn đẹp, có nhiều muốn tà là trí tuệ thông minh sáng suốt, có nhiều người là muốn giàu sang phú quý danh vọng bạc tiền, có nhiều người muốn là sức khỏe đủ đầy, có nhiều người muốn là gia đình sung túc, có nhiều người muốn là nổi tiếng thành danh, có nhiều người muốn là tu hành giải thoát thành thánh, dần dần muốn cái gì người ta làm cái đó. Cho nên ví dụ mình tu mà muốn giàu thì mình chỉ làm giàu không có tu, mình hiểu không? Còn nếu mình muốn đẹp thì tối ngày làm đẹp không làm khác. Cho nên cái người tự nhiên đẹp học giỏi, mà người làm đẹp để đẹp thì lại học dở. Nên có nhiều người ta kết luận là trời ơi mấy người đẹp học dở. Không phải đâu. Người đẹp học dở là không phải người đẹp học dở, mà cái người không đẹp mà bỏ thời gian làm đẹp để được đẹp thì người đó không bao giờ học hay được. Còn người ta đẹp tự nhiên thì người đó học bình thường, học hay bình thường là người ta đẹp tự nhiên. Quý vị hiểu này không?
À, cho nên đó quý vị, cái người nào á mà cái gì tự nhiên á là đó tốt nhất à. Cho nên đó, đầu năm mới này nè, tài xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị có hết 7-8 điều thầy nói luôn á. Có nghĩa là vừa giàu, vừa đẹp, vừa thông minh sáng suốt, vừa sống dai, vừa sức khỏe, vừa gia đình được hạnh phúc đầm ấm, vừa vợ chồng là chung thủy, con cháu thảo hiền, vừa là có danh có phận, và vừa có tu luôn. Ta ngũ phúc lâm môn, mọi giờ mình nói bát phúc lâm môn luôn, 8 điều tốt đẹp đem lại cho toàn thể quý vị luôn, chịu không? Nếu quý vị chịu á thì chúng ta pháp tâm làm 2 điều. Mình làm 2 điều và giữ nhiều điều lắm, mà làm 2 điều thì mình sẽ được những cái điều đó. Cái thứ nhất á là mình hãy làm những cái gì để tạo ra cái ruộng phước điền á. Mà ruộng phước điền đó ở ngoài cổng của mình có đó. Canh nghiêu điền ưu hạng, canh thang điền ưu thủy, canh tâm điền thủy hạng hà ưu đó. Đọc binh thư cụ chiến, đọc lực thư cụ hình, đọc phật thư chiến hình vô cụ, đó là hai câu cái liễn ngoài cửa chùa mình đó. Biết thấy không? Hai câu liễn mà đó, hai liễn đó là liễn hay lắm đó. Mà viết chữ Hán không, chưa dịch, muốn dịch nó qua mình cái bảng ở bên phía bên tay phải đây nè. Ngoài nhìn vô đó coi cái bảng là tất cả câu liễn trong chùa mình á, liễn chữ Hán á, mình có coi cái ý nghĩa đó. Nên mình phải tạo cái ruộng phước điền. Ruộng phước điền nằm đâu? Nằm ở trong cái phát tâm, gọi là nằm trong tâm. Trong tâm mình phát, năm nay mình làm bao nhiêu việc thiện, năm nay làm bao nhiêu việc phước, nên nó tích được phước. Tích được phước á thì chúng ta có hầu như là tất cả. Chỉ có một cái không có thôi, đó là tu đắc đạo, cái đó không có thôi. Tu đắc đạo phải phát tâm, thứ hai là phát tâm tu để thay đổi tâm xấu của mình thành tâm tốt. Nên nó công phu quyết liệt, chúng ta chỉ phát tâm 2 điều thôi thì 8 cái điều kia được thành tựu ở trong tương lai. Còn không phát tâm làm điều gì hết thì không có điều gì được thành tựu cả nha quý vị. Cho nên đó là sau cái buổi chia sẻ này á thì thầy sẽ phát lộc cho quý vị đầu năm. Trong lộc này thầy chú nguyện cầu 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ nha. Lộc nhiều lắm, đây đây. 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 Nha. Đó, cầu 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử, gia đình và bạn bè luôn luôn đau thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mang gì bình an kiết tường như ý, điềm lành đem đến, điềm dữ đem đi, tấn tài tấn lộc, công việc làm ăn thuận lợi hanh thông, con cháu thảo hiền, vợ chồng chung thủy. Bữa trước thầy chúc cho họ cái câu vợ chồng chung thủy, ông kia ông cự thầy quá trời quá đất luôn. Ông có thầy gì thầy chúc cái gì cũng chúc vợ chồng chung thủy. Nó sĩ chứ tôi chúc làm sao giờ anh sao chú nói chú làm sao? Tôi ngán bà muốn chết luôn mà chúc chung thủy. Tôi ngán muốn chết luôn mà thầy chúc gì cũng chúc chung thủy. Ai biết ông ngán ông nói trước, ai biết. Ai nhà đâu thích chúc chung thủy cái ông xuống cự mình. Bởi vì mai mốt là dứt phát, chúc không bao giờ chúc từ chung thủy nữa. Nhiều người cự dữ lắm. Ta chịu không có nổi mà cứ chúc chung thủy hoài, chịu gì nổi. Cho nên đây tới là không có chúc chung thủy nữa nè. Rồi thôi bây giờ á thì thời gian cũng đã khuya rồi cho nên nó là chia sẻ được nhiêu đó. Chùa mình á mới là trùng tu xây dựng lại, cho nên mới xong là 2 ngày trước rồi đó. Điện Phật Đa Bảo mới xong 2 ngày trước, nhưng mà chưa xong mới có hơn 80% thôi. Cho nên đó là giếng Điện Phật Đa Bảo mở cửa ra đi phía ngoài thôi, chứ không có được vào phía bên trong, tại vì làm chưa xong. Bên ngoài ngắm thôi, ngắm nhân diện Phật, xá Phật thôi cũng phước nữa. Điện Phật Đa Bảo làm chưa xong, xong rồi đèn đốm lên đủ hết, tháp đồ lên chân là chuyến sau quý vị là lễ lại cái Điện Phật Đa Bảo ở phía trên chánh điện mình lầu 3, còn đây là giảng đường lớn có để tu tập ở đây. Nên các khóa tu của chùa mình thì có nhiều khóa tu lắm, trong đó một tháng có 2 khóa tu chính là khóa tu thiền và khóa tu tịnh.
À, cho nên đó là quý vị năm sau mà ông ta tu tập có chỗ tu tập ngon lành. À, và quý vị có giường thiền ở phía sau đó, thì quý thầy, quý cô, quý Phật tử bỏ ra nhiều ngày để chăm sóc lắm mới được nguyên cái vườn hoa, gọi là người ta cũng qua Nguyễn Huệ, mình qua Nguyễn kế bên. Cho nên á quý vị sáng sớm ban ngày á, tức chưa gắn đèn ra ban ngày á, nhìn á lại sớm sớm á, nhìn á chụp hình á. À, thôi thầy chúc cho quý vị một năm mới an lành. À, và xin tặng cho người tuổi á. Và quý vị ai có hỏi tuổi mình thì đừng có bao giờ trả lời nha, mà hãy trả lời rằng cho nhiêu cho.